Chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang có một chiếc máy hàn điểm mini. Thương hiệu là Filisi này, model là SWM-10. Bạn nào mà muốn tham khảo nó lõi bên trong và nó hoạt động như thế nào nhá thì có thể tham khảo đoạn sau video này nhá. Cũng như bạn nào muốn quan tâm ấy có thể kích vào cái đường link tới cái sản phẩm này mình để ở cái mục mô tả của video nhá. Đây là cái đoạn mình đã nghịch ngợm nó, đã test nó ok hết rồi và lắp hoàn thiện nó. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Trên tay mình đây đang có một cái máy hàn điểm kèm một cái sạc dự phòng. Và chúng ta xem giá nó đây nhá. Vừa về xong. Hôm mình có xem YouTube cụ thể là có review cái máy hàn điểm này. Thế là hôm mình cũng tò mò mình xem, nhưng hôm đó xem thì nó chỉ còn là 980 mấy k thôi. Chứ là chưa được 1 triệu, thì hôm nay đến ngày hôm nay đã tăng giá rồi các bạn nhé. Như vậy là hơn 1 triệu rồi. Ở đây là cái web họ bán đấy các bạn ạ. Hôm mình xem view của họ ấy, thế là mình tò mò mình cũng kích vào mình tham khảo giá. Thì hồi đấy mình vẫn nhớ nó chỉ là 988k, tức là chỉ ba con số thôi. Nhưng mà hôm nay thì đã tăng rồi. Nhưng mà cũng cũng là số mình hên may mắn kiểu gì ấy, mà chín ba con số đấy là xxx đấy thì mình được là toàn số zero, số không các bạn nhé. Các bạn hiểu ý mình nói chứ. Video này thì chúng ta khám phá nó là một, và như hiện nay thì rất nhiều bạn thì có làm về đóng xeo pin này. Thì nếu mà các bạn chuyên nghiệp thì các bạn sẽ đầu tư những con máy nó to, nó hầm hố thì không nói. Nhưng cái bạn này như mình này, thỉnh thoảng mình đóng này. Đấy, video này mình sẽ test luôn, mình sẽ đóng một quả pin cho cái máy Kalong M10 mà đang quay cho chúng ta xem này. Đây, mình sẽ thử test nó luôn. Thì với các bạn mà không làm nhiều ấy thì có thể đây là một cái lựa chọn nhá. Một cái lựa chọn, nó chỉ là một cái máy mili, máy hàn điểm mili thôi. Một cái lựa chọn, và nó cũng là một cái sạc dự phòng, tức là nó có trong nó có pin, là sạc dự phòng, ví dụ như mất điện rồi chúng ta đem đi đâu đó là chúng ta có thể sạc điện thoại được. Mình sẽ test cho chúng ta, và cái video này mình giới thiệu cho mọi người này, và mình sẽ để cho mọi người tham khảo cái link của nó, sản phẩm, ở mục mô tả của video nhá các bạn nhá. Thì bạn nào muốn tham khảo thì hãy kích vào đó tham khảo, và các bạn yêu quý mình thì các bạn kích vào đấy càng nhiều càng tốt nhá các bạn nhá. Kích vào cái link tham khảo ấy. Và không chỉ là video mình giới thiệu cho mọi người, mà cái video này mình sẽ phá tinh tung tành nó ra, và mình sẽ với cái kiến thức điện tử của mình ấy thì là mình sẽ phân tích, chúng ta sẽ tìm hiểu phân tích về nguyên lý hàn điểm nó như thế nào, và chúng ta cũng tham khảo cái lõi của nó. Với cái giá hơn 1 triệu thì cái sản phẩm này nó có những cái gì nhá mọi người nhá. Bây giờ chắc là tiền đô tăng giá hay là cái gì đó, hay là giá nó tăng rồi. Bọc luôn các bạn ạ, đồ mình dùng mà nhá mọi người nhá. Đấy, như mình ngày xưa mình mua cái bộ cấp nguồn này này. Mình mua bộ cấp nguồn này này, mình tháo tung cho chúng ta xem lõi luôn. Đây. Xem lõi luôn, và mình cũng đánh chính luôn, mình cũng chẳng cần bảo hành các bạn ạ. Rất là nhỏ gọn này, nó kèm theo cái dây đâu nhỉ? Mình vào đây có dây đâu rồi các bạn? Đây đây, dây đây. Trong cái này thì nó sẽ có, để tí mình đọc qua đã. Của Filisi nhá. Mà bạn nào đã từng xem kênh của mình ấy, thì trước mình có review một cái sản phẩm DSO-TC3 ấy. Đó. Thì cái thương hiệu này bây giờ nó cũng sản xuất khá là nhiều thiết bị điện tử, như máy đo hiện sóng này, rồi đồng hồ đo này, rồi máy hàn điểm. Hôm nay là máy hàn điểm nhá. Mình cũng chưa biết dùng đâu, mình phải tạm dừng máy quay để mình sẽ tham khảo xem nó như nào, và mình sẽ hàn tạo một cái quả pin cho cái máy Kalong M10. Thì các bạn đã biết ấy, đây là mình chọn được hai quả pin này, hai quả pin xịn nhá. Thì xem qua một cái sản phẩm này nó gồm có những cái gì này. Cáp sạc chân giống Nokia 5.4 của mình nhá. Cái này là cái chân để hàn đấy các bạn ạ. Và mình nói cho mọi người, họ cũng cho một cái kẽm để đấy, chính là cái kẽm, chính là cái này này. Đây là chúng ta sẽ hiểu rằng ấy, máy hàn điểm ấy thì là dòng rất chảy rất là cao, do đó một cái dây này chúng ta sẽ hiểu rằng ấy là nó phải tiết diện dây to để lội trở của nó thấp nhất thì cái dòng qua nó mới lớn được, và nó sẽ làm chập cho chúng ta được nhá mọi người nhá. Chứ nếu mà chúng ta, mình khẳng định là với cái dây như này là hàn ok. Ví dụ chúng ta mà vẫn dùng cái dây to như này mà chúng ta lối dài hàng 3-4 mét thì chúng ta hàn sẽ kém ngay các bạn nhá, hàn sẽ kém ngay, bởi vì
dây điện nó cũng có lỗi trở. Cụ thể là ví dụ dây 1,5 thì kéo tải như này thôi, nhưng dây 10 thì là kéo tải to hơn nhiều nhá mọi người nhá. Đấy, cái dây này chắc là đồng xịn đấy các bạn ạ. À, nó cắm vào đây này mọi người nhá, để mình xem nó còn pin biết không ạ, để mình lấy cái cục sạc. Cái máy hàn điện này thì theo như thông báo của nhà sản xuất ấy, thì nó thích hợp hàn ở cái kẽm kia ở 0,1 cho đến 0,25 mm. Nó là những cái máy hàn điện mili mà các bạn nhá. Và dòng mắc tức thời của nó đạt đến tận 1200A luôn. Dã man nhỉ các bạn nhỉ. Và cái dung lượng pin của nó là 5000 mAh nhá. Mình đang ngồi mình đọc qua cái hướng dẫn sử dụng để mình cài đặt qua một số và mình đang sạc nó. Và cũng tiện đang đo xem cái dây này, cái dây kẽm này dày bao nhiêu thì đem cái đồng hồ, đem cái máy, cái thước đo của mình ra để đo, thì để lâu quá nó hết pin nên là lắp pin vào cái này thì nó gãy sửa cái chân này, đang tháo ra để lắp nhá các bạn nhá. Nên các bạn xem cái video này, các bạn xem video gọi là video review của mình, nhưng các bạn đừng buồn cười nhá, đừng cười mình nhá, để mình sửa cái này đã để đo cho mọi người tham khảo cái kẽm này là dày bao nhiêu. Ok rồi các bạn nhá. Lâu ngày phím bấm trời, lâu lắm rồi mình không dùng nó. Đây là cái thước của công ty mang cho mình để mình chuyên làm một cái chi tiết cho họ các bạn ạ. Cái này là 0,10 nhá, 0,1 mm nhá. Cái thước này là cái kẽm mà được tặng kèm, cái quận kẽm được tặng kèm này các bạn nhá. Thì đang nói review là gì? Review là giới thiệu một cái sản phẩm cho các bạn tham khảo các bạn ạ. Như mình ấy thì mình review thì buồn cười lắm. Mình review không phải review không đâu, mình muốn hướng cho mọi người hiểu biết về nó. Mình sẽ tháo ra cho chúng ta xem cái thiết kế của nó như nào này, và cái nguyên lý hàn điểm, hàn chập nó ra sao này. Đó, mình review thì nó sẽ thành như thế đấy các bạn nhá. À, sạc từ nãy giờ chắc là đầy pin rồi đấy các bạn ạ. Thì nó có rất nhiều cái cài đặt, mình vừa đọc cái thông số rồi thì mình cũng chưa biết như nào đâu, nhưng dùng thời gian chúng ta sẽ biết nhá. Như cái cài đặt đây này, mình có dịch qua cho chúng ta tham khảo này. Cái trên cùng này này thì là liên quan đến làm nóng trước, tức là làm nóng là như vậy, khi chúng ta đưa nó vào ấy, thì là nó sẽ tạo nhiệt trước cái vị trí mối hàn, sau đó là khi nó nóng lên rồi thì hàn chập nó mới dính mà mọi người nhé. Rồi cái tiếp theo ấy, thì là cái xung push, là cái xung, tức là lúc đấy là bắt đầu nó đưa ra dòng lớn nhất để có thể làm cho đưa ra dòng lớn nhất để có thể là hàn, ví dụ như chúng ta mà để xung tầm 10 giây mili giây này thôi thì nó sẽ không hàn chập dính bằng xung lên tận 30 đi. Đây mình cho hàn cao nhất xem nào, cao nhất là 30 nhá, tí nó thử phát 30 xem nào. Thôi để 2 năm thôi, không nên để mắc nhanh hỏng các bạn ạ. Và cái tiếp theo ấy thì là cái dưới cùng ấy, thì đó chính là cái nó có gọi là cái điểm nội gì đó các bạn nhá, thì mình cũng để mức 3 đi, mức 5 đi nhá. Còn cái dưới cùng này, cái dưới cùng là ví dụ như là các điểm chấm, tức là mình thực ra mình đang chỉ hàn một phát rồi thôi là một này, hoặc có thể chúng ta nên hàn 2 này 3, tức là chấm một phát xong vài giây sau nó lại tự nó phát xung một lần nữa các bạn ạ. Tức là hàn chấm nhiều đầy ở điểm lần nhiều điểm trong một lần hàn, nhưng mình chỉ là dùng cái thôi. Còn chúng ta ấn giữ đây này thì nó vào những cái chế độ delay, cái vân vân nhá. Tóm lại là chúng ta ấy có cả volume này, chúng ta vào một cài đặt hoặc chúng ta tham khảo này, sách hướng dẫn này, chúng ta sẽ biết được nhiều thứ nhá mọi người nhá. Nhưng bây giờ mình để thử như này để mình hàn thử một phát nhá, xem nó. Thì cái dây này nó phải rất là chặt thì nó mới dẫn điện tốt được, bởi vì là với cái điện áp thấp có 4V2, bây giờ chẳng cần sáng nữa rồi, thì nó phải tiếp xúc không tốt thì nó sẽ hàn không tốt đâu các bạn nhá. Đây mình sẽ hàn cái quả pin này xem nào nhá, thử phát nhá các bạn nhìn nhá. Chúng ta nhìn cái máy này này, khi mà hai cái que này chạm nhau ấy, thì là nó kích, nó sẽ đính đến khoảng bây giờ mình cái này của mình nó lại lên mất cái kia rồi, mình tạm lên 5 giây đi đó. Là chúng ta sẽ thấy có một cái đèn ở đây là nó sẽ nhận diện vào và khoảng bao nhiêu làm nóng trong 4 mili giây bắt đầu nó sẽ hàn nhá, và chúng ta sẽ nhìn với vết hàn nhá. Bắt đầu này đó, một phát nữa nha, hai cái chạm nhau thì cái đèn vàng kia sáng, chúng ta nhìn cái đèn vàng đây này thì bắt đầu nó sẽ đưa xung ra đấy. Tiếp này đó, ui ôi chảy phết này, các bạn nhìn nhá,
Nó tím nha, mình nghĩ là nó sẽ ok lắm đấy. Đấy, cái phát dí phát đây là phát rách nhá. Rách này, rách hết ấy luôn này. Tóm lại ấy là khi bạn nào mà muốn có một chiếc máy hàn điểm này thì đây là một cái máy hàn điểm, mình gọi là máy hàn điểm mili. Như mình ấy, đây này, mình có dự định này. Nhà sắp tới thì mình sẽ sửa cái hai cái quả này dồn sang nhau thôi cho một cái bạn. Thì ngày trước thì các bạn sẽ để ý mình sửa là mình dùng đồng hồ, mình hàn thiếc thì hàn thiếc cũng được. Nhưng khi hàn thiếc ấy, chúng ta hàn phải nhanh, chúng ta hàn lâu thì là do nhiệt độ của pin của cái mối hàn nó vào nó sẽ hỏng pin các bạn nhá. Và mà các bạn không biết hàn ấy thì đôi khi nó sẽ lổ pin. Nhưng với cái kiểu hàn chập này thì tại sao trong những cái bạn đóng làm pin ấy thì bắt đầu nhà sản xuất thế. Đây, nhà sản xuất Suli sản xuất đây cũng họ cũng phải công nghệ hàn điểm nhá. Hàn điểm là chúng ta sẽ hiểu là nó sẽ đưa một dòng rất cao và nó làm chảy luôn cái vị trí đấy các bạn nhá. Đây, hàn lại phát nữa nhá, thì đang dính một cái thì nó chưa phát xung đâu. Và mình còn biết ấy là vị trí mà hàn chúng ta để hai cái xa nhau này thì nó sẽ mối theo mình hiểu thôi thì cái mối hàn của nó không ngấu bằng hai cái gần nhau như này thì là nó phóng sang nhau nhẹ, tức là cái lội trở chúng ta hiểu rằng là càng xa nhau thì là dòng chảy từ đây này đi qua cái mối lối đấy lại truyền sang bên này để đi qua này, đi qua hai cái địa điểm đấy và nó làm chập, gọi là hàn chập mà các bạn nhé. Đấy. Đấy. Thế nó có dính không? Ôi giời. Các bạn ạ, như vậy là cái 20 cái này để càng thấp càng tốt. Cái ở giữa này thì nó sẽ cắn cực tốt luôn đây các bạn này. Vừa nãy mình để xa cao quá này nó không bám được đây các bạn nhá. Nói chung là hàn chúng ta phải hàn thử và chúng ta phải căn chỉnh nhiều. Cái theo cái thông số ấy, thì nó sẽ hàn được tốt nhất nhá. Như này đây chúng ta sẽ thấy nó rách hết thiếc rồi này. Nó bám nó coi như là hàn chập hết vào nhau rồi mà mọi người nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu xem về sạc dự phòng. Đang làm review thì có khách này, phải dừng lại sửa đồ cho khách các bạn ạ. Đây là mình test chế độ giặt sạc dự phòng nhá. Nó vẫn đang ở chế độ tắt hết nhá, không có đèn gì đâu nhá. Nhưng mà khi có tín hiệu của điện thoại kiểu gì nó sẽ chuyển trạng thái luôn đấy. Đây này. Đấy, có đèn xanh đây này. Đấy, đã sạc nhá. Và tất nhiên là máy của mình đã báo sạc chậm thôi, bởi vì bản thân là nó không phải chế độ hạt sạc nhanh. Hoặc là cái cáp Bphone này nó không hợp với con Nokia này, nó thế các bạn ạ. Ok, sạc bình thường, rút ra lại này. Đó. Đang sạc nha các bạn nhá. Tóm lại là nó sẽ nhận diện được có điện thoại và nó tóm lại là bây giờ cái công nghệ điện tử nó quá hiện đại. Khi mà nó nhận diện có cắm vào máy thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở đây nên là nó đang ở chế độ sạc điện thoại nhá. Rút ra để chờ một lúc chắc là nó lại tắt giờ đấy. Mình đoán thế để xem có đúng không. Đó. Còn bây giờ thì bắt đầu mình sẽ phải hàn cái này xong đã, sau đó mình sẽ phá bung nó ra, phá bung ra cho chúng ta tham khảo nhá. Thế đây pin của TV, pin của loa Suli này, họ cũng hàn điểm y như thế nhá. Bây giờ mình cạy hết cái này đi. Để bắt đầu mình sẽ hàn kẽm lại nó nhá. Mình đang hàn hai cái lối tiếp nhau mà. Đó. Cái bên này là vừa cạy âm rồi, cái này phải cạy dương. Nó cũng thế thôi các bạn ạ, có khác gì vừa nãy mình cạy ở kia đâu. Nhá, nó dính vào nhau, dính như này. Các bạn nhá. Thì khơi, cái vừa hàn thử và mình nôi đây, nó cũng dính thế luôn. Nói chung là một chiếc máy hàn điểm mini này có thể thích hợp là một cái sạc dự phòng và một cái sư cua hàn mili cầm tay được các bạn ạ. Mình cũng chả biết là pin nó được dùng được lâu không, nhưng mà nếu mà hỏng pin thì chúng ta có thể độ bằng xe pin này là ok. Sau đó là ví dụ như dùng chính xe pin này hàn xe pin đấy, dù gọi là mỡ nó rán nó các bạn ạ. Đây, chờ mình để hàn cái này đã nhá. Mình đang để dòng trước 0.5 mini dây 2514 kệ nhá các bạn nhá. Và cắt một đoạn này hàn cái cực âm này trước, à cực dương trước, sau đó mình mới chuyển sang cái hàn cái dây âm thì nó to nó dễ hơn. Nó vẫn còn cái thiết cũ nó hơi lồi lõm đây này, hơi hy vọng là nó vẫn ok nhá. Để đúng cái chiều này đi.
một phát, hai phát, ui nó chảy. Đấy, khi mà bây giờ mình thử cái chế độ này xem nào. Cho nên 3 phát đi nha các bạn nhá. Xem đấm nó đấm liên tục 3 phát không nhá các bạn nhá. Đúng, bấm liên tục 3 phát thật. Nhưng mà nó có cái thời gian trễ bên trong này nữa này sao này. Ôi à, nóng dây phết đấy các bạn ạ. Dòng lớn mà. Đây này, 0,8 giây hay là 1 giây này. Mình để 1,5 giây đi. Đó nha, đấm phát nữa nha. Đây là vừa thử nó mà, mọi người nhá. 1, 2, 3, đấy. Nó báo sốt đỏ là mình không rõ là cái gì. Chắc là bị chập hay bị gì đấy, nhưng mà chắc chắn là dính rồi các bạn nhé. Mình không xé đâu, bởi cái này là mình đang hàn để mình dùng ấy pin của mình mà các bạn nhé, pin máy ảnh cao lông của mình mà. Nên để cuốn nó lại đã, chờ cuốn nó lại như này đã nhá, cuốn nó giữ này mà bắt đầu hàn bên này nữa nhá. Hàn cái này thì mình cũng chả xé đâu các bạn ạ, bởi vì mình hàn để mình dùng luôn mà các bạn nhá. Mình chỉ chơi phát một thôi chứ không chơi nhiều phát như vừa nãy nữa. Này này, có rời xé ra. Đây này, các bạn cho mọi người tham khảo cái này. Nó khi mà nó ấn dí nó sùi này. Tóm lại là ok, mình đã có quả pin nhá. Thử nhá. Có rời xé các bạn nhá. Lại đi. Có rời xé ra nhá. Nó bị dính rồi nhá. Không xé ra được nữa đâu. Đó, dương âm ra nhá, hai quả cell pin đấu nối tiếp nhau. Chiếc máy hàn điểm đã có ích. Mọi người ạ. À, đã có quả pin ca lông mà mời nữa để quay video up lên kênh cho chúng ta tham khảo nhá. Các bạn nào mà muốn hỏi mình mà sạc như nào thì mình đã có bộ chế sạc riêng rồi nhá, cứ cắm vào nó sạc thôi. Đã xong hàn pin rồi, bây giờ mình đang tiết mục tháo ra, nó toàn lẫy thôi. Mình cạy hai cái này ra, hai cái ngào hai bên ra thì nó có rất nhiều lẫy đây này, nhưng cạy đến đây rất là chặt, hóa ra là dưới này có một con ốc các bạn ạ. Mình tháo ra cho chúng ta tham khảo cái lõi của nó và cũng như là cái nguyên lý hàn chập nó như nào nhé. Và mình kể cho mọi người về ngày xưa cái máy hàn chập đời đầu tiên mình gặp, đó là năm 2007 2007 2008 khi mình làm một công ty của Nhật ấy. Thì nó là công ty cơ khí nên đôi khi là khuôn giả máy giả khuôn ấy, tức là công ty mình sản xuất khuôn ép nhựa cho Honda và IA mà cả Suzuki nữa, thì nó bị mép này, nó bị hở này, thì bắt đầu là dùng chính những cái kim loại, cái sắt mỏng này này, đặt nó vào đây này, sau đó dùng cái máy hàn chập, nó đầu dùng, cắm vào 220, cái máy chạy 220, cắm vào 220, rồi lấy chân dẫm phát, nó đánh nửa tạch phát, y như vừa đấy, tạch phát bắt đầu nó sẽ bám hết cái này vào đấy, sau đó lấy máy mài đi để tạm mất cái vết vía đấy. Đây máy hàn chập đời đầu tiên, sau vì là mình là thằng thợ điện tử mà vào công ty cơ khí. Thế là mình tháo rảnh rỗi mình tháo bung nó ra. Mình tháo bung nó ra mình xem nguyên lý nó như nào, thì bên trong nó chỉ là một cái biến áp hạ từ 220 cắm vào 220 cuộn dây cấp 220 xuyên ra một cái điện áp thấp hơn. Mình hồi đấy không có đồng hồ, mình không đo. Và có một cái VR có thể vặn được là dòng ăn, dòng sạc mạnh hay yếu nhá. À, dòng đánh, dòng hàn chập ấy, mạnh hay yếu. Thì sau đó là khi dùng chân dẫm vào phát ấy, thì bắt đầu là một con dơ lệ, con khởi động từ to lắm, nó không dùng, thời đấy nó không có móc phét đâu, thời đấy đồ ấy. Thế nó đóng một cái
con khởi động từ nghe tiếng cuýt chung phát, khởi động từ đấy chắc tiếp điểm to và dòng khỏe. Thì bắt đầu là có một dàn tụ đang tích điện, sẽ phóng điện ra và là nằm tạo một cái dòng hàn cực lớn để đánh nổ chập và hàn được cái tiếp điểm đấy, à, hàn được cái vị trí đấy lại các bạn ạ. Hàn cái điền đầy cái thanh thép mỏng này, này vào cái vị trí mà khi ép nhựa mà ra bị vi ấy các bạn ạ. Cảm giác còn con nữa đúng luôn. Tí nữa mình sẽ vẽ cho chúng ta tham khảo cái mạch ngày xưa mình hiểu về nó, đến bây giờ mình hiểu nó thôi. Tức là nó có một dàn tụ rất to, rất nhiều dung lượng để tích trữ. Con này thì nó tích trữ bằng pin rồi các bạn ạ. Đấy, chúng ta sẽ nhìn nó đây này, của Filisai, Filisi nhá, cái thương hiệu ấy. Cũng khá là gần đây phát triển mạnh về những cái vấn đề máy móc điện tử, liên quan đến điện tử này các bạn này. Thì tại sao nó không hàn mà nó lại vặn như này? Bởi vì nó cần dòng hàn tóm lại từ điểm này đến điểm này là lộ trở càng nhỏ càng tốt nhá. Mạch điện này cho những cái đồ này thì không sao, nhưng mà riêng cái mạch để mà tóm lại là khi chúng ta hàn chập ấy, để mình vẽ cho chúng ta tham khảo một chút đã nhá. Đây nha, mình vẽ đại khái nhá. Pin đầy nó là 4V2. Thì kiểu gì nó, bởi vì nó cần mắt chung mà, để nó kích tạo ra GS mà nó sẽ như này đấy, để mình xem có đúng không nhá. Chắc chắn đây là dương ắc quy rồi, đây âm này, đúng luôn nhá, 4V2 nhá, ok nhá. Dương này đi ra, sau đó đi về nhá. Đây, dương này đi ra này, sau đó đi về, và chúng ta sẽ hiểu đây là thanh kẽm nhá, là cái kim loại dẫn điện nhá. Nếu mà chúng ta hàn, vừa nãy mình hàn thử ấy, mà mình đặt ở trên ấy, mà nó có keo ở dưới ấy, nó tiếp xúc tốt ấy, thì dẫn tới nó có lội trở là nó hàn nó cũng đánh nửa và nó không hàn dính được như này đâu. Nên khi hàn này chúng ta phải sạch điểm trên điểm dưới, kẽm sạch. Kẽm nó còn là kẽm thôi, chúng ta hàn bằng sắt, sắt mỏng vẫn hàn được bình thường nhá mọi người nhá, bởi vì nó hàn chậm mà. Thì chúng ta tóm lại đây là cái điểm này, khi chúng ta khi đặt lên đây, đặt đây thì tóm lại là nó sẽ tạo ra hai que này, chính là hai que này nhá, bởi vì dòng cao dòng nó lớn mà nhá. Thì khi chúng ta đặt vào đây cái thì bắt đầu nó có cái này, nó có cái đèn vàng đấy, là nó biết là ở đây có điện áp rồi, nó đi từ đây nó đi qua rồi, nó biết tới đây có điện áp rồi, thì bắt đầu nó mới chuyển kích hoạt trong cái chương trình phần mềm của nó ấy. Kiểu gì có mờ su đấy các bạn ạ, nó mới kích hoạt, nó mới đầu tiên thì nó tạo một cái dòng chảy nhỏ để kiểu như là sưởi ấm nóng cái này lên thôi, sau đó là nó mới đưa xung ra đây để mở bão hòa tạo một lối G, tạo dòng chảy, tạo điện áp GS này, thì con này sẽ mở thông. Đây là mình đang vẽ một con thôi, nhưng trong này nó có sẽ hai con song song nhau nhá. Nó ghi chữ NCE30H29D. Để biết rồi, nhưng dòng chắc dòng sẽ rất là cao, điện áp thì nhỏ, điện áp chịu độ nhỏ thôi, điện áp VDS ấy, nhưng dòng rất là lớn. Tóm lại là khi nó hàn ấy là nó sẽ hai cực ắc quy này, xông thẳng vào hai cực này luôn. Dòng chảy như này. Kích và GS phát nó mở từ D sang S, dòng chảy như thế này về mát phát thì bắt đầu là tại cái vị trí này ấy, là nó sẽ có một dòng chảy rất lớn, và cái dòng chảy lớn đấy tức thời sẽ làm chảy, sẽ làm chảy cái tiếp điểm của nó các bạn ạ, chảy và nó sẽ hàn dính vào nhau, hoặc gọi là hàn chập và hàn điểm, mà nó dính nhau. Đấy là cái nguyên lý của chính cái này, và máy hàn điểm nào nó cũng thế, máy hàn chập nào cũng thế. Như ngày xưa mình nói rồi, cái công ty của mình ấy thì có cái máy hàn điểm của gọi là máy hàn chập, chứ câu hỏi đấy không gọi là máy hàn điểm, của Nhật ấy, là nó sẽ cũng nó sẽ bị cái khuôn nó mỏng quá, nó như này này, nó sẽ đặt cái thép vào đây, sau đó nó cứ chấm vào đây giữ, sau đó là dùng chân ấm thôi, chân chính là cái công tắc, ấn chân cái vào nó nghe tiếng kịch phát là cái con dơ le nó sẽ thay cái khởi cái này, nó kịch phát dòng chảy nó qua lớn đấy, nó làm nó lổ bóng bắn lửa xung quanh, và nó kiểu như chập dính chập vào nhau luôn, mà người ta kẹp mát. Tóm lại là cả cái khuôn ấy nó là một cực rồi, nó cái khuôn là kẹp mát, sau đó là cái điểm này chỉ đặt vào đây, xong lấy chân đấm bấm các bạn ạ, thì nó cũng sẽ chảy như này, bởi vì có một cái nó đã chính là khối rồi, nó sẽ hàn không phải là hai cái lốt như này như mình, mà nó chỉ hàn cái lốt chấm phát là hàn trên dưới dính, chấm phát dưới dính, nên do đó mà một cái mặt dài này nhá, chấm 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 cứ tạch tạch chấm được mặt rồi, sau lại tiếp tục chấm mặt dưới, thế là thép nó dính phẳng hết vào nhau luôn, thế là tự nhiên cái thép đang mỏng dày lên, thế là hai khuôn ép vào nhau không tạo vía nữa. Tất nhiên là hàn ấy xong rồi bắt đầu dùng máy mài cái thứ là mài và đánh bóng đi nhá mọi người nhá. Đó là cái máy hàn chập đời đầu tiên mà mình gặp, thời làm ở công ty của Nhật, và máy ấy của Made in Japan nhá các bạn nhá. Thì nó có cái chiết áp vặn chỉnh về cái độ đóng hoặc là độ điện áp tích trên tụ. Mình cứ hiểu tụ nó rất là một dàn tụ rất là lớn, chứ nó không tích bằng pin này ắc quy đâu. Nên con này thì có khả năng chúng ta mà độ chế bằng ắc quy đây thì đánh thì cũng được, nhưng mà sợ cái điện áp này không chịu không được này.
Tóm lại là đây do nhà sản xuất họ đã thiết kế là chạy trên cái pin này rồi, pin 4V2 này nhá. Giờ tiếp tục mình tháo tiếp ra cho chúng ta tham khảo nhá. Ai già già, nó không phải chỉ là hai con móc phét mà là bốn con móc phét đấu song song nhau mới đạt được chịu được dòng đến như nó thông số ấy, tận 1200 ampere các bạn ạ, cao nhất đấy các bạn ạ. Đây là nó ghi ở đây này, dòng tức thời ấy, nó đo ra đấy, nó thông số nó đo được đấy, 1200 ampere luôn ở ngưỡng ấy. Như vậy là cái quả pin này nó phải chịu được dòng cao lắm, tức là dòng xả cực cao các bạn nhé, 5000 mAh nhưng dòng xả cao lắm mọi người ạ, nó mới đạt được như thế, và không phải là xả liên tục. Và do nó liên quan đến pin, mà vừa trưa nay xem quả cháy nổ xe ở Hà Nội, pin mà cháy nổ thì kinh khủng lắm, nhưng do đó mà nó sẽ có kiểm soát nhiệt độ này, lúc chúng ta sẽ thấy nó lên đấy. Đấy là an toàn do nhà sản xuất, do cái anh Felici này anh đã tính toán nhá, là khi mà trong này nó nóng đạt nhiệt độ nóng quá ấy, là nó sẽ không cho phép chạy nữa, tức là xả mạnh quá pin nó nóng mà các bạn nhá, thì nó có cảm biến nhiệt độ này nhá. Thế đây là một con IC, chắc là con lập trình đấy. Có thạch anh dao động này của cái hãng Renhi gì kìa, APM32 kìa các bạn nhé. Đó là của ARM kìa. Đây là con IC lập trình. Đó là nhà sản xuất họ viết cho nó một cái chương trình phần mềm bên trong để quản lý hoàn toàn hệ thống máy chạy nhá. Màn hình hiển thị như thế nào này, rồi là các lệnh điều khiển ra sao, cài đặt thông số như nào nhá mọi người nhá. Và do cái dòng nó cần lớn, mình khẳng định nhá, cái dây này ngắn thì lại hàn còn ngon hơn là dài, nhưng dây càng ngắn thì đôi khi này pin này càng nhanh chết các bạn ạ. Do đó như nhà sản xuất họ đã tính rồi là cái dây nó chỉ như này thôi, và họ tính toán là chạy ok rồi. Chúng ta thấy họ hàn cả thanh đồng vàng ở đây luôn, mục đích của nó ấy, chúng ta sẽ hiểu rằng ấy, mạch in là thiếc, lý tưởng nó là không ôm, nhưng thực tế là nó vẫn có ôm khi mà dòng chảy qua cao ấy các bạn nhé. Do đó mà nhà sản xuất họ đã hàn lại những cái thanh đồng như này để tăng cái dòng chảy qua, để giảm cái lỗi trở. Nên do đó mà mình bảo rồi, cái này mà tiếp xúc cũng tốt chúng ta hàn cũng trả chuẩn nhá các bạn ạ. Nó tiếp xúc cũng tốt đấy, nó hàn nó tạo thành nội trở, nó hàn nó trả chuẩn đâu, trả chuẩn đâu các bạn ạ. Thì bên này nó có một cái cụm này này, IC tụ lọc này, quần L này, thì mình đoán đây là cái mạch hạ áp hoặc mạch nâng áp từ 4V2 lên 5V để cho sạc đấy các bạn ạ, cho ra cổng USB để sạc này các bạn này. Và kiểu gì nó cũng có IC sạc cái thứ ở đây nữa, có cũng có nút nữa này, nó nút reset này. Là giả sử nó đang hàn mà nó bị treo nhá, liên quan đến con lập trình như này, nó bị treo thì bắt buộc là phải có nút reset. Ngày nay những cái thiết bị điện tử, nhất là như là con những cái bộ Android TV Book các thứ ấy, kiểu gì nó cũng phải có nút reset, bởi khi treo thì chúng ta chả làm gì được. Như điện thoại cục gạch ngày xưa bị treo để tháo pin nhá là hết, nhưng bây giờ là phải có nút reset, ấn nút reset đấy các bạn ạ. Và có một vài con IC này thì liên quan đến IC sạc rồi nhá, IC tạo ra cái nguồn nuôi cho con MSU này các bạn nhá. Đó, như vậy là chúng ta đã biết cái lõi của một chiếc máy hàn điểm với thương hiệu là Felici, model là SWM-10. Thì bạn nào muốn trải nghiệm nó này, cũng như là muốn tham khảo ấy, thì có thể kích vào cái link mình để ở mục bình luận nhá. Và qua video thì chúng ta cũng tham khảo về được cái lõi của nó, và chúng ta cũng hiểu một phần theo ý của mình là cái nguyên lý hàn chập nó ra sao nhá mọi người nhá, nguyên lý hàn chập nó như nào. Và ngày nay thì những cái máy công cụ nó sử dụng pin nó quá là nhiều, và những cái máy này nó rất là thông dụng. Những cái bạn chuyên đóng pin ấy, thì các bạn sẽ đầu tư những cái máy hàn chập hàn điểm này, nó cắm trực tiếp vào 220 và hàn liên tục, hàn ngày tiếp ngày cũng ok. Nhưng đây là những cái máy hàn mà mình gọi là máy hàn mili, và phục vụ cho những người không chuyên này, hoặc là những người mà như mình là có thể hàn đấy. Mình vừa hàn được xong quả pin rồi, đâu có nhỉ, quả pin mình để quả pin các bạn đang lắp luôn, quả pin đang lắp cho chúng ta tham khảo luôn đây, quả pin đây vừa hàn chập xong đây, chính là quả pin đấy nhá. Đây mọi người không biết, mọi người có nhìn được không, chính là cái quả pin mà mình vừa hàn chập đây đấy, nó đang còn hơi dài dài đây nữa này, mình vừa thay vào để mình test thử luôn mà, để mình thỉnh thoảng mình có thể hàn xeo pin này, rồi là nó là cái sạc dự phòng, ví dụ như mất điện thì có thể làm cái sạc dự phòng, sạc ắc pin hoặc sạc điện thoại vân vân nhá các bạn nhá.
Thôi trước khi kết thúc video mình đính chính lại, các bạn muốn tham khảo nó thì trải nghiệm nó thì có thể là kích ở cái link ở cái mục mình đặt ở mục mô tả nhá. Mình sẽ lắp hoàn thiện nó tất cả lại. Mình đã lắp nó hoàn thiện này, mày quá vẫn chưa hỏng, vẫn bình thường các bạn nhá. Và ngoài chức năng hàn điểm, chức năng sạc dự phòng, nó có một chức năng nữa là sắp phục vụ mình mùa mưa sắp tới là quê mình xét nó đánh cho đường điện mất. Đấy, thế là có một cái đèn khắp nhà, soi khắp nhà luôn nhá các bạn nhá. Video cũng đến đây là kết thúc nhá. Chào tất cả các bạn.